Nói về lịch sử hình thành và phát triển thì mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới đều trải qua những giai đoạn hưng vong như một lẽ thường của nhân tình thể thái, nếu không nói đó là quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội loài người. Vấn đề là mỗi một giai đoạn, mỗi một triều đại đã làm được gì và để lại gì cho dân tộc, cho đất nước. Lịch sử là sự nhìn nhận công tâm và khách quan đối với mọi triều đại, mọi nhân vật lịch sử, đặc biệt là những mặt tích cực đối với lợi ích của dân tộc và quốc gia, góp phần làm rạng danh cho dân tộc, phồn thịnh cho đất nước. Trên phương diện đó, có thể thấy trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt và đất nước Việt Nam, dòng họ Nguyễn và triều đại nhà Nguyễn giữ một vai trò đáng kể. Chỉ tính từ khi Nguyễn Hoàng vào trận nhâm đất Thuận Hóa năm 1558 và xưng chúa, mở đầu cho triều đại nhà Nguyễn, đến ngày vua Bảo Đại thoái vị tháng 8 năm 1945, thì nhà Nguyễn có 9 đời chúa và 13 đời vua nối nhau trị vì đất nước trong 363 năm, từ giữa thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 20. Nếu tính cả gia tộc nhà Nguyễn trước đó, bắt đầu kể từ ngày Nguyễn Bạc 924 đến 979, là khai quốc công thần Đình Quốc Công dưới triều đại Đinh Tiên Hoàng 924 đến 979, được xem là thủy tổ của nhà Nguyễn, cùng nhiều danh tướng khác thuộc gia tộc nhà Nguyễn đã phò giúp các triều đại từ nhà Đinh, nhà Tiền Lê đến nhà Lý, nhà Trần, rồi nhà Lê Trung Hưng, tiếp nối nhau gần 600 năm liền, thì nhà Nguyễn có cả ngàn năm lịch sử. Đó là một bề dày lịch sử dài nhất trong mọi triều đại ở Việt Nam tính đến nay. Nhưng trên hết, đóng góp đáng kể nhất của nhà Nguyễn là đã mở rộng giang sơn bờ cõi của đất nước Việt về phía Nam, từ Thuận Quảng đến Hà Tiên, Mũi Cà Mau, ra biển cả đến Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo và tận tới cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rồi chính thức đặt tên nước là Việt Nam. Bộ phim này như một nén tâm nhang thắp lên lăng mộ của các vị vua chúa Nguyễn, nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã mở mang bờ cõi và xây dựng nên một đất nước Việt Nam hình chữ S tươi đẹp, có vị trí vững vàng trên bản đồ thế giới đến ngày nay. Khi anh trai Nguyễn Uông bị anh rể giết chết, Nguyễn Hoàng thấy có nguy cơ mình cũng sẽ bị chúa Trình Kiểm tiêu diệt, nên tìm đến Tràng Trình Ngự Bình Khiêm để xin lời khuyên và được Tràng Trình chỉ đường. Hoàn Sơn nhất đái, vàng đài dung thân. Nguyễn Hoàng đã nhờ chị nói giúp và làm tấu xin chúa Trình Kiểm cho vô trận thủ đất Thuận Hóa. Thấy đất Thuận Hóa thời đó còn cằn cỗi hoang sơ với lam chướng, rừng thiêng khí độc, đi lại thì xa xôi cách trở, nên Trình Kiểm đã đồng ý. Vừa là để có người trấn giữ phía cực nam của Đại Việt, vừa muốn đẩy Nguyễn Hoàng ra xa chốn hoàng cung để dễ bề thao túng triều chính, đồng thời cùng muốn mượn tay thế lực nhà Mạc tiêu diệt Nguyễn Hoàng để trừ hậu họa. Nhưng nhân tình không bằng thiên định, Trình Kiểm không ngờ rằng mình cho Nguyễn Hoàng vào trận thủ đất Thuận Hóa là đã thả hổ về rừng. Năm 1558, đoàn quần công Nguyễn Hoàng đem theo gia quyến dẫn mấy ngàn quân vào trận thủ đất Thuận Hóa. Vào đến Quảng Trị, Nguyễn Hoàng cho xây dựng và đóng dinh ở Ái Tử thuộc huyện Đăng Xương, nay là huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị, mở đầu cho sự nghiệp của các chúa Nguyễn ở đàng trong. Lúc mới vào đất Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng vừa lo phụ dù dân chúng, xây dựng quân đội, củng cố thành lũy để lấy chỗ dung thân an toàn, lại vừa lo chống đỡ quân nhà Mạc và cả quân Chiêm Thành đang nổi lên đánh phá ở khắp nơi. Giai đoạn này, Nguyễn Hoàng chỉ phòng xa những âm mưu thâm độc của chúa Trình Kiểm, còn vẫn buộc lòng giữ nghĩa khí phò Lê diệt Mạc, nên hàng năm vẫn thường ra chầu vua Lê ở thành Thăng Long. Năm 1570, Nguyễn Hoàng cho dời dinh về làng Trà Bác, gọi là dinh Trà Bác, cũng ở gần Ái Tử. Trong khoảng thời gian từ năm 1560 đến năm 1592, Nguyễn Hoàng đã liên tục chỉ huy quân sĩ đánh dẹp quân nhà Mạc, cùng các cuộc nội loạn cả trong Nam ngoài Bắc, lập rất nhiều chiến công. Năm 1593, dưới thời chúa Trình Tùng, Nguyễn Hoàng một lần nữa đưa quân ra Bắc Hà giúp chúa đánh dẹp quân nhà Mạc, đuổi quân Mạc lên tận vùng núi Cao Bằng. Chúa Trình Tùng vừa muốn giữ Nguyễn Hoàng bên cạnh để bảo vệ mình và vua Lê,
Vừa sự Nguyễn Hoàng đang thế mạnh trở về Thuận Hóa sẽ cả cử vùng riêng, không kiểm soát được, nên nhất quyết giữ Nguyễn Hoàng ở lại Bắc Hà. Mãi đến năm 1599, nhân có vụ quân binh nổi lên chống họ Trịnh, Nguyễn Hoàng lấy cớ mang quân đi dẹp loạn, rồi đưa luôn quân sĩ dưới trướng mình trở về Thuận Hóa. Và từ đây, Nguyễn Hoàng tỏ rõ ý chí xây dựng giang sơn riêng của nhà Nguyễn. Một mặt, ông ra sức xây dựng cơ sở thành lũy vững vàng ở đèo ngang để ngăn chặn từ xa nếu quân Trịnh đánh vào. Đồng thời một mặt, tiếp tục tìm cách mở mang bờ cõi của mình về phía nam. Năm 1611, khi vua Chiêm Thành Papunit đưa quân đánh ra Quảng Nam, Nguyễn Hoàng đã phái tướng Văn Phong đem quân vào cùng với thế tử Nguyễn Phúc Nguyên đang trấn thủ ở Quảng Nam, đánh đuổi quân Chiêm vào đến tận đèo Cả, rồi chiếm luôn phần đất mới đó, lập ra phủ Phủ Yên. Có thể coi đây là cuộc nam tiến đầu tiên của nhà Nguyễn để mở rộng bờ cõi. Cho đến khi Nguyễn Hoàng mất năm 1613, giang sơn nhà Nguyễn đã được mở rộng, trải dài từ Hoành Sơn đèo ngang Nam Hà tỉnh qua đèo Hải Vân tới núi Đá Bia, đèo Cả bây giờ là vùng cực nam tỉnh Phú Yên. Đó là một khởi đầu đầy ngoạn mục của chúa tiên Nguyễn Hoàng, mở ra một đằng trong rộng lớn và phát triển mạnh, tạo đà cho các chúa Nguyễn đi sau tiếp tục mở mang bờ cõi Đại Việt về phía nam đến tận cùng Hà Tiên, Phú Quốc, Thổ Chu, rồi đến mũi Cà Mau, Côn Đảo, về phía đông ra đến tận Hoàng Sa, Trường Sa, làm nên thế cân bằng với các chúa Trịnh ở đàng ngoài. Và sau này thì đã thống nhất toàn cõi Bắc Nam, lập nên đất nước Việt Nam non sông gấm vóc, rừng vàng biển bạc, toàn vẹn hình chữ S bề thế như ngày nay. Tháng 5 năm 1613, chúa tiên Nguyễn Hoàng qua đời, thọ 88 tuổi, ở ngôi được 56 năm. Chúa tiên Nguyễn Hoàng là người thọ nhất và cũng ở ngôi lâu nhất trong 9 đời chúa của nhà Nguyễn. Sau khi mất, ngài được chôn cất xây lăng mộ tại núi Thạch Hãn thuộc huyện Vũ Xương, nay là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Không rõ đến đời chúa nào thì mộ ngài được cải táng đưa vào chôn cất và xây dựng lăng tại làng La Khê Trèm, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà như hiện nay. Năm 1808, vua Gia Long đã cho tu sửa khang trang lăng mộ của ngài và đặt tên là Lăng Trường Cơ. Trải qua hơn 200 năm, Lăng Trường Cơ đã bị xuống cấp và hư hại nhiều. Đến tháng 2 năm 2016, trong khuôn khổ của dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Lăng Trường Cơ, lăng chùa Nguyễn đầu tiên ở Huế. Cùng ngay sau đó, bà con dòng họ Nguyễn Phúc Tộc ở Huế đã đóng góp công sức, kinh phí và từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Lăng Trường Cơ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi công trùng tu, tôn tạo lại. Sau 8 tháng, công trình trùng tu Lăng Trường Cơ đã hoàn thành. Lăng trở nên khang trang hơn nhiều, bởi bên cạnh việc tu bổ phục hồi những hạng mục cũ, Lăng Trường Cơ còn được mở rộng xây mới một số hạng mục như hồ sen bản nguyệt, bốn trụ biểu, nhà bia và sân chầu. Chúa tiên Nguyễn Hoàng lập ra hệ nhì tiền biên. Ngài có 12 con, 10 công tử và 2 công nữ. Hệ nhì tiền biên có 3 phòng, phòng Thái Bảo Hòa Quần Công và phòng Hào Quần Công đều ở làng Dương Sông Hà, Tổng Cư Chánh, Hương Thủy, nay là Thủy Xuân, thành phố Huế. Riêng phòng ngài Nghĩa Hưng Quần Vương thì ở làng Nam Phổ, Tổng Dương Nộ, Phủ Vang. Chúa tiên Nguyễn Hoàng được nhà Nguyễn thủy phong là Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế. Mặc dù ngài đã được thờ ở Nguyên Miếu cùng cha là An Thành Hầu Nguyễn Kim tại Gia Miêu Ngoài Trang, nhưng vua Gia Long cho lập án thờ ngài và đức bà đặt ngay chánh án ở Thái Miếu trong Đại Nội, kinh thành Huế. Nguyễn Sải, Nguyễn Phúc Nguyên một mặt cho con trai trưởng là Khánh Quần Công, Nguyễn Phúc Kỳ thay mình vào trận Thủ Dinh Quảng Nam để ngăn chặn quân Chiêm, một mặt ra sức cho sửa chữa củng cố thành lũy ở phía Bắc để ngăn chặn quân Trịnh, một mặt đặt quan ải vỗ về quân dân, chiêu tập người hiền tài, cải cách nhiều quy định hành chính, chính sách pháp luật, chăm lo đời sống cho nhân dân, khuyến khích phát triển kinh tế, thương mại, ngoại giao, vân vân. Vì vậy được nhân dân tin yêu và gọi là chúa Phật, chúa Bụt. Khi chúa Trịnh Tùng ở đàng ngoài thâu tỏ mọi quyền hành và tự xưng là Bình An Vương, vua Lê chỉ còn là hư vị,
thì chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên cũng tỏ thái độ tự chủ, độc lập với vương triều Bắc Hà bằng việc tổ chức lại quân máy chính quyền mới, đặt dinh, trấn, phủ huyện, xã và cho dời phủ chúa vào làng Phước Yên, nay thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm Ất Hợi 1635, chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên qua đời thọ 72 tuổi, ở ngôi được 23 năm, 1613-1635. Lăng mộ của ngài được xây cất tại làng Hải Cát, Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, gọi là lăng Trường Diễn. Chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên lập ra hệ ba Tiền Biên, ngài có 15 con, 11 công tử và 4 công nữ. Hệ ba có 2 phòng, đều có đền thờ ở Phủ Vang, Thừa Thiên Huế, là phòng ngài Khánh Quần Công, đền thờ ở làng Dương Nổ, và phòng ngài Vinh Quần Công, đền thờ ở làng Ngọc Anh, xã Phú Thường. Chúa sải hay còn gọi là sải vương Nguyễn Phúc Nguyên được nhà Nguyễn Thủy Phong là Hy Tôn Hiệu Văn Hoàng Đế. Ngài và Đức Bà được thờ tại Tạ Nhất Án ở Thái Miếu trong Đài Nội, Kinh Thành Huế. Năm Tân Mùi 1631, công tử trưởng là Nguyễn Phúc Kỳ mất. Công tử Nguyễn Phúc Lan là con trai thứ hai của chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên. Mẹ là bà Mạc Thị Giai, con gái của tướng Mạc Kính Điền, một hoàng thân của nhà Mạc, được lập lên làm thế tử. Lúc đó, ngài Nguyễn Phúc Lan 31 tuổi và đang giữ chức phó tướng Nhân Lộc Hầu. Đến năm Ất Hợi 1635, thế tử Nguyễn Phúc Lan được tôn lên ngôi chúa. Lúc này ông đã 35 tuổi và từng trải qua nhiều trận mạc, được quân sĩ dưới trướng rất nể phục. Chúa Nguyễn Phúc Lan khi còn là thế tử, tính tình nghiêm túc nhưng rất thuần hậu. Trong trận mạc thì cương quyết dũng mãnh, trong cai quản quân sĩ và công việc thì rõ ràng thẳng thắn, xử lý mọi việc luôn có tình có lý. Vì vậy khi lên ngôi, trong công việc trị dân, ông luôn lấy công bằng nhân đức làm gốc, nên được dân chúng rất yêu mến và thường gọi là chúa thượng. Sau khi lên ngôi, chúa thượng Nguyễn Phúc Lan cho dời phủ chúa từ làng Phước Yên, Quảng Điền vào Kim Long, Hương Trà, dựng thành phủ Kim Long. Từ ngày phủ chúa về Kim Long, thuyền buôn từ các miền các nước đến Hội An đều ghé Thuận An, rồi đi dọc sông Hương lên Huế, Kim Long trao đổi, mua bán đủ thứ hàng hóa, sản vật. Chẳng bao lâu, khu vực Huế, Kim Long trở nên sầm uất phồn thịnh. Theo sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, thì chúa thượng Nguyễn Phúc Lan nắm quyền trị vì đàng trong, lấy ơn Huế phổ về dân chúng nên rất được lòng dân. Thời bấy giờ mưa nắng thuận hòa, nước giàu dân thịnh, cảnh tường thái bình rực rỡ. Năm 1640, trong một trận giao chiến với quân của chúa Trình Tráng, quân của chúa Nguyễn Phúc Lan đánh thắng và đuổi quân Trình ra đến Bắc Bộ Chính, rồi chiếm luôn đất Bắc Bộ Chính. Tuy nhiên sau đó, chúa Trình Tráng gửi thư nói chuyện tình nghĩa vì khi còn sống, chúa tiên Nguyễn Hoàng đã gả con gái và cháu gái cho Trình Tráng. Vì vậy, chúa Nguyễn Phúc Lan đã lui quân về, trả lại đất Bắc Bộ Chính cho Trình Tráng. Thế nhưng đến năm 1643, chúa Trình Tráng lúc này đã tự phong là Thanh Đô Vương, huy động quân và mượn thêm lực lượng hải thuyền của Hà Lan do thuyền trưởng Peter Beck chỉ huy, cùng kéo vào đánh Đàng Trong. Chúa Nguyễn Phúc Lan cử người con thứ hai là thế tử Nguyễn Phúc Tần cầm quân ra đánh tan cả hai đạo quân hải thuyền của Hà Lan và chúa Trình Tráng. Tháng 2 năm 1648, chúa Trình Tráng lại khởi binh tiến vào đánh Đàng Trong lần thứ tư. Trên bộ thì dẫn quân đến Nam Bộ Chính, đường thủy thì các chiến thuyền đánh vào cửa Nhật Lệ, rồi đánh vào dinh Quảng Bình. Hai tướng của nhà Nguyễn là cai đồi Trương Triều Lương và Trương Triều Nghị bị tử trận. Chúa thượng Nguyễn Phúc Lan cùng thế tử Nguyễn Phúc Thuần kéo quân ra cứu viện cho dinh Quảng Bình. Chúa thượng thân chinh đốc đại binh, cử Nguyễn Hữu Tiến mang 100 voi chiến đánh úp quân Trình lúc nửa đêm. Quân Trình thua to cả trên bộ lẫn trên thủy, phải rút chạy ra tận sông Lam. Quân của chúa thượng bắt sống được hơn 3.000 quân của chúa Trình. Khi bàn việc xử lý tù binh, nhiều tướng của chúa thượng ban giết các tướng của họ Trình để trừ hậu họa, còn lính thì thả cho về. Nhưng chúa thượng Nguyễn Phúc Lan lại tính ngược lại, lệnh cho thả gần 60 tướng của Trình Trạng về Bắc, còn hơn 3.000 quân sĩ thì đưa vào Nam, chia rải ra từ phủ Thăng Bình, phủ Điện Bàn đến phủ Phú Yên. Cứ 50 người lập ra một ấp, chia ra từng bộ, từng xóm. Tỉnh nhân khẩu mà cấp cho lương ăn và canh ngưu, điền khí để khai khẩn ruộng hoang, trồng trọt, chăn nuôi mà sinh sống.
Cách thức chiêu dùng tù binh ít nước lời nhà như thế của chủ thường Nguyễn Phúc Lan từ đó trở thành một kế sách chiến lược bền vững, được các đời chủ Nguyễn lập sau kế thừa để phát triển mở mang bờ cõi của Đại Việt nói chung và đàng trong của nhà Nguyễn nói riêng. Đến tháng 3 năm 1648, giải quyết xong mọi việc, chủ thường Nguyễn Phúc Lan thấy trong người không khỏe nên giao lại binh quyền cho thế tử Nguyễn Phúc Tần và lệnh cho đánh tiếp ra chiếm Bắc Bộ Chính một lần nữa để giằng mặt chúa Trình Tráng, rồi ngự thuyền trở về Thuận Hóa. Nhưng trên đường về, ông ngã bệnh nặng, đến ngang phá Tam Giang thì qua đời ngay trên thuyền chiến của mình, hưởng dương 48 tuổi, ở ngôi được 13 năm. Quân của thế tử Nguyễn Phúc Tần nghe tin chúa thường mất, bèn rút quân về, không đánh ra Bắc Bộ Chính nữa. Đám tang của chủ thường Nguyễn Phúc Lan được tổ chức rất trọng thể ở phủ chùa Kim Long. Lăng mộ của ngài được tảng và xây cất ở làng Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, gọi là lăng Trường Diên. Chủ thường Nguyễn Phúc Lan lập ra hệ bốn tiền biên, có 3 công tử và 1 công nữ. Công tử thứ hai là Nguyễn Phúc Tần, được phong hàm thế tử. Sau khi chủ thường Nguyễn Phúc Lan mất, thì lên kế ngôi chúa là chúa Hiền. Còn 2 công tử Nguyễn Phúc Võ, con trưởng, và Nguyễn Phúc Quỳnh, con thứ ba, đều mất sớm. Không có con cháu nối dõi nên hề bổn không có phong. Chủ thường Nguyễn Phúc Lan được nhà Nguyễn thủy phong là Thái Tôn Hiệu Triết Hoàng Đế. Ngài và đức bà được thờ tại Hữu Nhất Án ở Thái Miếu trong Đài Nội, kinh thành Huế. Cùng gần giống với cha mình là chủ thường Nguyễn Phúc Lan, vì các anh mất sớm nên là công tử thứ 6 nhưng được lập lên làm thế tử, rồi khi vua cha mất thì được tôn lên ngôi chúa kế nghiệp. Công tử Nguyễn Phúc Tần là con trai thứ 2 của chủ thường Nguyễn Phúc Lan và bà Đoàn Quý Phi, người huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Do công tử trưởng Nguyễn Phúc Kỳ mất sớm nên công tử Nguyễn Phúc Tần được phong làm thế tử. Rồi khi chủ thường mất năm 1648 thì ông được tôn lên ngôi kế nghiệp chủ thường, gọi là chủ Hiền hay Hiền Vương, lúc đó ngài 29 tuổi. Khi còn là thế tử, ngài Nguyễn Phúc Tần từng cầm quân đánh nhiều trận lớn với quân đàng ngoài của chúa Trình, cả trên đường bộ cũng như trên đường thủy. Nhưng đáng kể nhất là trận ông chỉ huy 50 chiến thuyền của nhà Nguyễn đánh tan đội hải thuyền Hà Lan với 3 tàu chiến lớn của công ty Đông Ấn Hà Lan. Khi đội hải thuyền này được chúa Trình Tráng hậu thuẫn để đánh vào đàng trong ở cửa eo Thuận An năm 1643, khi đó thế tử Nguyễn Phúc Tần mới 23 tuổi. Vì vậy có thể thấy thế tử Nguyễn Phúc Tần trước khi lên ngôi chúa đã là một vị tướng giỏi của nhà Nguyễn. Khi lên kế nghiệp cha, chúa Nguyễn Phúc Tần rất chăm lo binh thư trận đồ, đề phòng chống chúa Trình Tráng ở đàng ngoài cùng quân Chiêm Thành và Cao Miên ở phía nam. Đặc biệt ngài rất chăm chú rèn luyện và phát triển thủy binh. Theo sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên thì dưới thời chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần, thủy binh nhà Nguyễn rất hùng mạnh, có tới gần 23.000 quân chủ lực, được chia làm nhiều cơ, bộ, đội. Bên cạnh đó, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần cũng rất chăm chú chăm lo cả việc học hành thi cử và chăm dân phát triển kinh tế thương mại. Năm 1653, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đã đánh dẹp mở rộng bờ cõi xứ Đàng Trong vào đến Tạ Ngàn sông Phan Rang, tạo nên một vùng đất mới cho Đàng Trong, gồm tỉnh Khánh Hòa và một phần đất của tỉnh Ninh Thuận. Mở rộng địa phận Đàng Trong đến đâu, chúa Đạt Quang cai trị đến đó và đưa dân ở Thuận Quảng, trong đó không ít dân gốc Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam định cư từ thời theo chúa Tiên Nguyễn Hoàng, vào khai khẩn, cùng làm ăn với dân bản địa. Nhờ vậy, cả một vùng đất rộng lớn ở phía Nam dần trở nên trù phú và cũng dần được việt hóa. Đáng kể là về nông nghiệp, chúa Nguyễn Phúc Tần cho đào nhiều con kênh lớn để dẫn nước ngọt tưới tiêu cho nhiều vùng đất hoang hóa. Vì vậy, nghề nông cũng phát triển mạnh. Thóc lúa, ngô khoai thường xuyên được mùa, làm cho cuộc sống của nhân dân Đàng Trong khi đó rất an bình, thịnh vượng. Để phát triển thương mại, chúa Hiền còn cho phép các thương thuyền của nước ngoài được cập vào các cảng của Đàng Trong để mua bán, trao đổi. Thậm chí cho các thương nhân nước ngoài được mở thương điểm, thương cuộc và định cư để sinh sống làm ăn lâu dài, miễn là đóng sưu thuế đầy đủ, tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý của các chức sắc địa phương của nhà Nguyễn. Vì vậy, dưới thời chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần, dân ngoài đến Đàng Trong cư ngụ rất nhiều và trở thành dân Việt gốc ngoài. Có đủ loại người đến từ các nước phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc, nhưng đông nhất là phương Bắc với người Hoa và người Nhật.
chùa Hiền, Nguyễn Phúc Tần đều tiếp nhận và phân cho ở rải rác ở các vùng đất mới, từ khu vực Hội An, phủ Quảng Nam đến các phủ Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, thậm chí còn gửi cả vào đất của các vương quốc Cao Miên và Chiêm Thành. Bởi thời đó, các vương quốc Cao Miên và Chiêm Thành đều quy phục chúa Nguyệt ở đằng trong và hàng năm vẫn cử đoàn sang triều cống tiền bạc và lễ vật. Đồng thời cấp nông ngư cụ cho thượng hoang nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản mà làm ăn sinh sống. Chúa còn hạ chỉ dụ cho quốc vương Cao Miên, Thủy Chân Lạp, biết việc ấy để không xảy ra chuyện đánh phá lẫn nhau. Vì vậy, sau một thời gian, cả vùng đất hoang hóa ấy đã dần sầm uất, thành phố chợ, giao thông, buôn bán tấp nập với đủ các thương thuyền của người Hoa, rồi người Nhật, người Chà Và, gốc Java và cả người phương Tây như Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v. Năm Đinh Mão 1686, chùa Hiền Nguyễn Phúc Tần mất, thọ 67 tuổi, ở ngôi được 40 năm. Là vị chúa ở ngôi nhiều nhất thứ hai trong 9 đời chúa Nguyễn, chỉ sau chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Lăng mộ chùa Hiền được tạng và xây dựng ở làng Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, gọi là lăng Trường Hưng. Chùa Hiền sáng lập ra hệ năm tiền biên, có 6 công tử và 3 công nữ. Hệ năm có 3 phòng, 2 phòng tọa lạc tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, là phòng ngài Phước Quần Công, đền thờ tại làng La Ỷ, Dương Nổ; phòng ngài Cưng Quần Công, đền thờ tại làng Lại Thế, Phú Thượng; còn phòng ngài Oai Quốc Công, đền thờ ở làng Vân Thê, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Chùa Hiền Nguyễn Phúc Tần được nhà Nguyễn Thủy Phong là Thái Tôn Hiệu Triết Hoàng Đế. Ngài và Đức Bà được thờ tại Tạ Nhị Án ở Thái Miếu trong Đài Nội, Kinh Thành Huế.